SHMD Sài Gòn kính chào cả nhà. Em lại về thêm một cái đầu CD Denon 1650 Gold Limited ha. Đây. Thì con này có số seri là 0751 ha. Sử dụng điện 100V, công suất tiêu thụ điện là 19W lắp ráp tại Nhật. Đây là mình đường có cổng quang ra nè, hai cổng analog ra ha. Cổng này thì chỉnh được âm lượng và cổng này không chỉnh được ha. Cổng này không chỉnh được. Đây là cổng ba lăng ha. Và đây là nắp lưng ha, nắp lưng của nó thì tương đối là đẹp nha cả nhà. Đây, tương đối là đẹp ha. Đây đẹp ha. Rồi và ở trong đây là trong ruột gan của nó nha cả nhà. Đó. Không. Máy móc còn rất rất là đẹp ha. Hàng em bán ra em bao cho mình là zin không có chấm hàng nha. Không có chấm hàng ha. Đó. Máy như mới luôn ha, máy như mới. Trong đây là máy rất là đẹp, cơ mắt đọc tốt nha, cơ mắt là đọc tốt ha. Em quay nội thất cho cả nhà mình xem ha. Hàng như thế nào thì em sẽ báo cho mình như thế đó nha cả nhà. À, 1650 Gold Limited nội thất ha. Rồi. Hàng chưa sử dụng tại Việt Nam nha. Dạ, hàng bảo đảm là chưa sử dụng tại Việt Nam ha. Rồi tiếp theo là em có một cái con CD 1650, nhưng mà bản này là bản G nha cả nhà. Con này là của khách gửi nhờ em bán hộ ha. Thì nâng cấp lên S10 2 la mã ha. Gửi con này cho em bán. Điện 100V ha, công suất tiêu thụ điện cũng 19W luôn ha. Đó. Cũng 60, cũng sản xuất lắp ráp tại 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 Nhật ha. Còn 1650G này thì nó chỉ có hai đường analog ra và một đường quang thôi, không có cổng ba lăng giống như con Limited ha. Đây là hai đường analog ra ha, một đường cho phép chỉnh âm lượng và một đường không nè. Đây là con 1650G thường. Để kiểm tra thì thấy máy móc cũng còn đẹp ha, và máy móc còn đẹp. Đây em quay quay rất là sát và rất là kỹ cho cả nhà mình xem nha. Mấy cái dòng này thì mắt nó khỏe ha, mình không có sợ về mắt ha, và cũng cũng dễ thay thế nữa. Mắt nó khỏe, đọc tốt nha cả nhà. Đĩa chép, đĩa chợ, đĩa Trung Quốc gì nó đọc tốt hết ha, nên mình không phải lo. Hai con này thì cơ mắt nó là giống nhau rồi. Rồi em sẽ kết nối dây và thử đọc đĩa cho cả nhà mình nha. Rồi phía trước đây nha cả nhà. Thì con 1650G kia là bán với giá 5 triệu nha cả nhà. 5 triệu, 5 triệu không có khiển nha, không có khiển đâu. Đó, 5 triệu nha. Và con 1650GL thì có một cái khiển zin của Denon nhưng mà không đúng đời ha, khiển zin nhưng mà không đúng đời. Đây là khiển zin của các cái đầu đời cao ha. Thì giá bán của nó là 9 triệu 500 ngàn ha. Đầu của em là đẹp keng. Thì em sẽ thử cho mình ba cái đĩa, gồm có một cái đĩa chép mà một cái đĩa Trung Quốc này, một cái đĩa phono này ha. Thì em đảm bảo là cả nhà mình là ba cái đĩa này thì hai cái đầu này nó đều đọc tốt hết nha. Thì trong quá trình mà test đĩa thì em sẽ quay sát mặt cho cả nhà mình xem ha. Rồi. Đây ha, cả hai cái đều đọc hết ha, đó là đĩa.
bao giờ chưa ở về Việt Nam, thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoàng, đường mòn quanh có ôm chân hàng che thắm, nghe gió chiều nhẹ đưa. Qua bài nha cả nhà, qua bài nè, qua bài. Cả nhà mình đang nghe là âm thanh của con 1650G ha. Thì hiện trạng của nó gồm có cái nút nguồn này bị phai màu ha, bị phai. Và cái mặt kiếng này thì nó hơi bị chảy xuống ha. Cái này thì mình xử lý dễ lắm. Các bác về các bác nâng cái kiếng lên là dán lại là được ha. Thì em bán nguyên trạng ha, em không sửa. Em không có sao, khách gửi sao thì em sẽ bán như thế nha. Đó. Rồi con 1650GL dưới của em thì không có gì phải chê nha. Con 1650 Gold Limited của em là hàng đấu giá ha, hàng đấu giá đẹp keng và đẹp keng ha, nguyên bản nguyên zin chưa qua sử dụng đó ha. Đó thì mình vừa thử một cái đĩa, hai cái đĩa ha, giờ em sẽ đổi đĩa nha, em sẽ đổi đĩa ha. Rồi em sẽ lấy cái đĩa này lên, lấy cái đĩa này xuống, cho cái đĩa này lên đó. Rồi phát. Qua bài đây, qua bài số 5, qua bài số 6, qua bài số 7. Ok nha cả nhà, rồi em sẽ thử tiếp cái đĩa cuối cùng, đó là cái đĩa Trung Quốc. Đĩa này là đĩa đĩa phôi vàng, này là đĩa Trung Quốc ha. Nói chung là đọc tốt như ở nhà. Con 1650G thì nó chỉ khác con Limited cái mỗi cái là cổng ba lăng thôi, còn hầu như hết đó là nó là y chang nhau ha. Đó và thêm cái má gỗ nữa ha. Cái mỏ má gỗ của con G là má gỗ trơn không có bóng, còn má gỗ của con GL thì bóng thôi.
Rồi, bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu xin cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại và số Zalo 0907406222. Em ship hàng toàn quốc ha, chuyển khoản đủ thì em sẽ free ship, đặt cọc 15% giá trị máy nhận hàng, trả tiền thì trả luôn free ship giùm em. Em vẫn còn rất là nhiều đầu giải mã khác ha. Rồi, một lần nữa em xin chân thành cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ kênh MD Sài Gòn. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.